Xin chào mọi người. Tuần này vợ chồng mình bận nên là không review cho anh em được, nhưng mà hàng vẫn đi bình thường nhá. Đấy. Trước mặt các bạn đây là siêu phẩm hôm 60 này. Đấy. 60 các bạn nhé, 60 rất là đẹp. À, 60 này, hàng mê mê thiên luôn các bạn nhé. Đấy, hàng chuẩn 99% luôn. Đấy. Bảo hành 1 năm các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Thông số của nó là 9 nan. Đấy. Chiều ngang là 1 phân. Chiều dài được khoảng 15, 12 đến 15 phân. Chu vi là hôm 60. Hôm 60 đấy. Cái nào giống như cái nào nhá. Cũng là một tông rồi các bạn nhé. À, đẹp, đẹp mê luôn. Đẹp không thể thể nào mà chê được luôn. Đấy. Hàng của mình là gọi là thuộc top thế giới các bạn nhé, không thể thể là ai có thể 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 nói được. Đấy. Đẹp thế giới, gọi là top thế giới đấy. Đấy, đấy là hôm 60 các bạn nhé, hôm 60 để vào ống nhựa PC 60. Đây các bạn đang video ấy nha, mình chuẩn bị làm ống cho các bạn xem này, các bạn đang video để xem những video mình hướng dẫn làm ống cho các bạn xem luôn này. Rồi, chào các bạn.